Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán với bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hân hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để kẻ giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa anh chị em, trong cuộc đời của Chúa Giêsu thì hầu như những sự kiện quan trọng đều diễn ra ở trên núi cả. Bài giảng quan trọng nhất của Chúa Giêsu được gọi là bài giảng trên núi. Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ đặt làm nền móng cho giáo hội cũng diễn ra trên núi. Chúa Giêsu biến hình bày tỏ vinh quang của Ngài cũng diễn ra trên núi. Chúa Giêsu chịu chết trên đồi Gôlgôta, trên núi Sọ. Và cuối cùng Chúa Giêsu lên trời cũng từ một ngọn núi.
Hầu như những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Chúa đều diễn ra trên núi. Và có lẽ vì thế mà giáo phận Xuân Lộc hôm nay bắt chước Chúa Giêsu khi cả giáo phận kéo nhau lên núi. Mà hôm nay lại là lễ Đức Mẹ lên trời. Vậy thì lên trời với lên núi nó có liên hệ gì với nhau không? Và cái việc lên núi của chúng ta trong ngày lễ hôm nay có ý nghĩa gì không? Chúng ta hãy dừng lại một chút để suy niệm về mầu nhiệm Đức Mẹ lên trời mà mình cử hành ngày hôm nay, và để cho lời Chúa soi sáng công việc chúng ta bắt đầu tiến hành. Kính thưa anh chị em, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là một ngày lễ trọng, cho nên có lễ vọng và lễ chính ngày. Và cả trong hai ngày lễ vọng và lễ chính ngày, Hội Thánh vận dụng những hình ảnh trong Kinh Thánh Cựu Ước để giúp chúng ta hiểu về mầu nhiệm Đức Mẹ lên trời. Ở trong lễ vọng chiều hôm qua, nếu anh chị em có đi dự lễ thì sẽ nghe bài đọc nhất kể lại chuyện vua David tổ chức rước hòm bia về Jerusalem. Hòm bia là cái gì? Ngày xưa khi mà Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel thì những điều khoản của giao ước được khắc ở trên tấm bia. Tấm bia đó người ta kính trọng lắm, bởi vì đó là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người. Cho nên người ta đặt vào một cái hòm làm bằng gỗ quý, không bị mối mọt. Và đi đến đâu thì người ta khiêng hòm bia Thiên Chúa, hòm bia giao ước tới đó. Và khi đã thống nhất đất nước rồi thì vua David không những chỉ xây dựng nhà ở cho mình, mà vua David còn chuẩn bị nơi để đặt hòm bia Thiên Chúa và dựng lều đặt hòm bia trong đó. Và trong tương lai, con của ông là Salomon sẽ xây dựng đền thánh Jerusalem ở đó. Và vua David tổ chức một cuộc rước hết sức trọng thể, đưa hòm bia về Jerusalem. Thế rồi, trong bài đọc thứ nhất hôm nay thì anh chị em lại nhìn thấy một hình ảnh khác, một hình ảnh của người phụ nữ 12 ngôi sao trên đầu, chân đạp mặt trăng, mang thai, quằn quại. Và khi sinh con thì đứa con của bà được đưa về một nơi, và bà được Thiên Chúa đem đến một nơi dọn sẵn cho bà. Hai hình ảnh của Kinh Thánh Cựu Ước đó được Hội Thánh vận dụng trong ngày lễ Đức Mẹ lên trời để giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm mà mình tuyên xưng. Anh chị em có nhớ ở trong Kinh Cầu Đức Bà mình đọc là Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa không? Đức Bà còn hơn thế chứ, đâu có chỉ là hòm bia Thiên Chúa. Bởi vì hòm bia giao ước ngày xưa chỉ là có tấm bia ở trong đó thôi. Còn trong cung lòng thanh khiết của mẹ Maria là chính Thiên Chúa Chí Thánh đang làm người và ngự trị ở đấy. Cho nên nếu hòm bia Thiên Chúa được cung nghinh một cách trọng thể về Jerusalem thì Đức Mẹ còn phải được cung nghinh không phải về Jerusalem dưới đất này, mà đến Jerusalem trên trời. Người phụ nữ trong sách Khải Huyền cũng thế. Khi sinh con rồi thì được đưa đến một nơi đặc biệt mà Thiên Chúa dọn sẵn cho bà. Hội Thánh trong truyền thống lâu đời của mình đã nhìn thấy nơi người phụ nữ đó hình ảnh của mẹ Maria, được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Tất cả nội dung đó được gồm tóm lại
trong những lời ngắn ngủi trong câu chuyện tin mừng mà anh chị em vừa mới nghe. Bà Elizabeth nói với Đức Mẹ, bà có phúc hơn mọi người nữ. Anh chị em đọc lại lịch sử thế giới coi, có người phụ nữ nào mà có cái phúc mà lên trời cả hồn lẫn xác không? Chỉ có Đức Mẹ thôi. Bà có phúc hơn mọi người nữ. Mà tại sao bà có phúc như vậy? Bởi vì, bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Bởi vì bà là Mẹ Thiên Chúa. Bà cưu mang Thiên Chúa làm người trong lòng dạ của bà. Cho nên bà có phúc hơn mọi người nữ. Ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ lên trời là thế. Vậy thì thưa anh chị em, ngày lễ này soi sáng cho công việc mà giáo phận Xuân Lộc của chúng ta khởi công hôm nay về điều gì? Tôi nghĩ cái câu trả lời phải là của hai đức cha Xuân Lộc, hay là ít ra là của đức cha Bùi Chu chứ. Bởi vì tuy gọi là Bùi Chu chứ còn gốc Xuân Lộc, nhưng mà các đấng thì khôn lắm, nhất định không nói. Bởi vì sợ nói thì có khi người ta bảo là mèo khen mèo dài đuôi. Cho nên các đấng mới gọi một cái ông suốt từ Mỹ Tho lên trên này để nói, cho nó có vẻ khách quan hơn. Thế thì tôi cũng mạn phép chia sẻ với anh chị em một vài cái cảm nhận nho nhỏ của mình. Tôi nghĩ giáo phận Xuân Lộc mà chọn đúng ngày lễ Đức Mẹ lên trời để khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi là một chọn lựa tuyệt vời. Bởi vì chọn lựa đó như thể muốn nhắn gửi rằng tất cả những ai hành hương lên núi Cúi sẽ được gần trời hơn. Trung tâm hành hương này tọa lạc ở một địa điểm không thể chê được, tuyệt vời. Anh chị em thấy không? Chúng ta đang hiện diện ở đây mà ngước lên là cả một bầu trời bao la, mây vắt ngang trời. Và từ đây nhìn xuống thì cả một biển nước mênh mông, mà rừng cây bao quanh. Còn có chỗ nào mà đẹp bằng? Gần gũi thiên nhiên, gần gũi trời cao. Và vì thế khi mà hành hương lên đây đó, chúng ta đến gần trời hơn. Đến gần trời hơn và được nhắc nhớ rằng cùng đích cuộc đời của mình là trời cao chứ không phải là đất thấp. Cho dù thành công đến thế nào đi nữa trong cuộc đời này, đấy không phải là cùng đích cuộc đời chúng ta, mà phải là trời cao. Ông Thánh Philip Neri ngày xưa chuyên môn giảng cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ thích Ngài lắm. Thế có một lần thì có một bạn trẻ chạy đến khoe với Ngài là: thưa cha, con đậu đại học rồi. À, rồi sao nữa? Thì con học luật mà, chừng 4-5 năm sau là con có cử nhân luật rồi. À, rồi sao nữa? Rồi con đang làm luật sư chứ làm sao nữa? Rồi con sẽ nổi tiếng và con ứng cử, con làm dân biểu quốc hội cho mà xem. À, rồi làm sao nữa? À, thì con làm dân biểu thời gian có khi con ứng cử, con làm tổng thống ấy chứ. À, rồi làm sao nữa? Anh ấy tức quá, anh bảo thì chết chứ làm sao? À, ông hỏi tiếp, rồi làm sao nữa? Không trả lời được. Nhưng mà chính vì không trả lời được cho nên bắt buộc phải suy nghĩ lại cái ý nghĩa cuộc đời của mình. Cái cùng đích cuộc đời của mình nó là ở đâu? Chết rồi làm sao nữa? Chúng ta hành hương lên đây được gần trời hơn và được nhắc nhớ cái cùng đích cuộc đời của mình. Trời cao chứ không chỉ là đất thấp. Và khi hành hương lên đây để được gần trời hơn thì tâm hồn mình cũng được nâng lên. Như Thánh Phaolô kêu gọi: anh em hãy hướng lòng lên những sự trên trời.
Thực sự thì anh chị em và cả tôi nữa, chúng ta có những lo toan trong cuộc sống mà đó là việc mình phải làm, là bổn phận của mình. Lo toan cơm áo gạo tiền không chỉ cho bản thân mà là cho gia đình của mình. Tôi cũng phải lo cho giáo phận của tôi vậy. Tất cả chúng ta đều có những mối lo toan hết. Nhưng mà cái nguy cơ nó nằm ở chỗ này, là nhiều khi những lo toan đó nó có thể kéo lòng chúng ta xuống. Nhất là trong bối cảnh xã hội, mà ngay cả những môi trường tưởng chừng là trong sáng như giáo dục và y tế bây giờ cũng bị nhiễm bệnh, thì chúng ta dễ bị kéo xa xuống mặt đất với những tính toán hơn thiệt, với những gian dối, với những bất công. Và chính vì thế cần có những lúc trong cuộc đời lên núi cúi để được gần trời hơn, để tâm hồn được nâng lên. À, không phải là để ở mãi, nhưng mà rồi chúng ta sẽ đi xuống thôi. Hồi xưa ba môn đệ được Chúa Giêsu dẫn lên trên núi thánh và chứng kiến cuộc biến hình của Chúa, nhưng mà đâu có ở mãi đâu. Rồi sau nó đi xuống, nhưng mà là đi xuống với một trái tim mới. Các thánh tông đồ ngày xưa khi Chúa Giêsu lên trời, các ông ngước mắt nhìn theo, nhưng mà các thiên thần đến nói với các ông nhìn xuống đi, quay trở về với đất, nhưng mà với trái tim mới để thi hành sứ mệnh. Anh chị em và tôi cũng lên núi cúi để được gần trời hơn, và sau đó chúng ta trở về với cuộc sống đời thường, nhưng với một tâm hồn mới, một tinh thần mới, một tâm hồn siêu thoát hơn, một tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa nhiều hơn. Hiểu như vậy thì trung tâm hành hương Đức Mẹ núi cuối này sẽ là một nơi nuôi dưỡng, vun trồng, bồi đắp đời sống tâm linh cho anh chị em tín hữu Công giáo, không chỉ trong giáo phận Xuân Lộc mà tôi tin là trong cả giáo hội Việt Nam. Xin phép kể cho anh chị em nghe thế này. Năm nay giáo hội Việt Nam chúng ta cử hành năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Ở mỗi giáo tỉnh thì có một trung tâm hành hương. Giáo tỉnh Sài Gòn chọn trung tâm hành hương đó là Ba Dòng, nó ở trong địa phận Mỹ Tho của tôi. Nhưng mà nói thật nhỏ lắm, so với núi cuối thì thấy xấu hổ quá. Nhỏ lắm. Nhỏ nhưng mà bởi vì Hội đồng Giám mục thương chọn làm trung tâm hành hương cho giáo tỉnh Sài Gòn. Thế thì từ đầu năm thánh đến nay là tôi chứng kiến anh chị em ở các nơi về hành hương nơi đó khá đông. Và đến khi tôi hỏi thăm ra đó thì có những đoàn từ ngoài Bắc vào nữa. Và người ta kể cho tôi nghe thế này, cái tour hành hương của người ta đó là từ ngoài Bắc đi vào La Vang, La Vang xong rồi đến Trà Kiệu, Đà Nẵng, từ Trà Kiệu đi vào Tà Pao, Phan Thiết, rồi từ Tà Pao đi xuống Ba Dòng, Mỹ Tho, rồi từ Ba Dòng đi tới Đức Mẹ La Mã, Bến Tre, rồi từ Bến Tre đi xuống viếng cha Francisco Trương Bổng Diệp ở Cà Mau. Nguyên một tour hành hương. Và tôi thấy ở Việt Nam bây giờ đó, những cái tour hành hương như thế càng ngày càng nhiều. Nó trở thành như một sinh hoạt tâm linh quen thuộc của người Công giáo chúng ta. Và tôi dám chắc với anh chị em là trong tương lai không xa, thì trong cái tour hành hương đó, cái nơi quan trọng có lẽ là gần vào bậc nhất phải là trung tâm hành hương Đức Mẹ núi cuối. Bởi vì nơi đấy có một địa điểm tuyệt vời, rộng rãi, rồi thanh thoát, rồi tổ chức chu đáo. Trung tâm này sẽ là nơi nuôi dưỡng, vun trồng và bồi đắp đời sống tâm linh cho anh chị em tín hữu. Kính thưa anh chị em, cách đây 2 năm,
tôi cũng đã được hân hạnh tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm này. Cho nên tôi cũng hiểu được một phần nào, dù là rất nhỏ, những khó khăn mà giáo phận phải giải quyết, những nỗ lực mà giáo hội, mà giáo phận Xuân Lộc phải thực hiện trong 2 năm qua để giải quyết nhiều vấn đề, từ thủ tục hành chính cho đến mặt bằng xây dựng để chúng ta có được ngày hôm nay. Và tôi cảm nhận là từ các đức cha cho đến các cha, để anh chị em giáo dân Xuân Lộc đều thấy là Đức Mẹ đồng hành với mình, cho nên dù khó khăn đến đâu đi nữa được cũng được giải quyết thôi. Vậy thì chúng ta cũng tin tưởng rằng hôm nay là ngày khởi công, nhưng với sự đồng hành của Đức Mẹ, công trình này sẽ sớm được hoàn thành một cách tốt đẹp. Ngoài ra, có một điều mà tôi là người ở xa đến, cho nên đến đây tôi mới biết và lấy làm tiếc, là hôm nay không có mặt Đức Cha Đăng Minh. Cách đây chừng 1 năm, tôi đến Tòa Giám mục Xuân Lộc để tham dự Đại hội Giáo lý Toàn quốc. Thì tôi ghé thăm Ngài, thì ngay lập tức là Ngài chỉ cho tôi xem cái bản vẽ về trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, và Ngài cắt nghĩa cho tôi từng mục một, mà Ngài nói có vẻ say sưa lắm. Và tôi hiểu được là Ngài đặt tất cả tâm huyết của mình vào công trình này. Thế mà hôm nay Ngài không có mặt thì có tiếc không? Nhưng mà chính nỗi buồn ấy lại có thể trở thành động lực để thúc đẩy tất cả chúng ta, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, tích cực góp phần vào việc xây dựng công trình mà mình khởi đầu hôm nay, để đáp lại cái tâm nguyện của Đức Cha Đăng Minh. Và cuối cùng, một điều đáng tiếc nữa, thưa anh chị em, tôi cứ hy vọng là hôm nay có sự hiện diện của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và rất tiếc là Ngài không thể có mặt, bởi vì ở ngoài Huế, hôm nay là đỉnh cao của Đại hội La Vang mà. Thế cho nên tôi xin phép, trong tư cách là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi xin phép để thay lời cho Ngài và cho Hội đồng Giám mục bày tỏ niềm vui với giáo phận Xuân Lộc trong ngày hôm nay. Niềm vui và nỗi buồn của mỗi một giáo phận Việt Nam thì cũng là niềm vui và nỗi buồn của cả Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cho nên hôm nay khi giáo phận Xuân Lộc vui mừng cử hành lễ khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, thì đấy cũng là niềm vui rất lớn cho cả Hội đồng Giám mục chúng tôi. Xin chia vui với anh chị em. Và không những chỉ là chia vui, mà chúng tôi mong ước công trình này sớm được hoàn thành, để một ngày không xa, cả Hội đồng Giám mục Việt Nam được hiện diện nơi đây để khánh thành trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Và xin hiệp lời với anh chị em trong thánh lễ này để cầu nguyện theo tâm nguyện ấy. Amen.